Mọi người Auto xin chào toàn thể bác. Hôm nay thì tiếp tục lên đường một cặp robot Hồng Kông 301 Series 3 cho anh Cường tại Nga Sơn Thanh Hóa. Thì đây là một trong những model sản phẩm, một trong những dòng robot Series 3 vừa mới về thôi anh em. Hiện tại những mẫu sản phẩm này bên em đang bán với giá là 3.100.000 đồng. Và giá này chưa có chi phí vận chuyển, chưa hỗ trợ chi phí vận chuyển nhá. 3.1 triệu. Dòng mốt Hồng Kông Series 3 Pat và chép là xanh vô đội. Dòng này thì được sử dụng một bát 20 và hai chép. Bát đánh rất là căng và chép cực kỳ là sáng. Các bác có thể sử dụng để nghe nhạc hay là dùng làm những cặp loa trợ lời. Chất âm mình cho ra thì rất là tuyệt vời, rất là hay. Vỏ thùng sử dụng vỏ thùng gỗ lạng. Ê căng. Dòng này chất âm cho ra cực kỳ là hay và sáng này, rất là tuyệt vời. Hàng tất cả những sản phẩm hàng bãi của MV Pro thì bên em luôn luôn cam kết là bao zin 100% cho tất cả các bác nhé. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0967345155 để có thể đặt hàng. Hiện tại thì em đã kết hợp cùng một con Amply 506 Sonjaket. Đây là một trong những sản phẩm Amply nội địa chạy IC5095 của Hàn. Dòng này thì được sử dụng núm béo và nguồn của nó là nguồn đồng. Tất cả đều bao zin. Dòng này là 4.100.000 đồng. Hàng mới trên 90%. Dòng robot này thì những sản phẩm hàng bãi nhập về thì những cái xước nhỏ như thế này thì không thể nào mà tránh được. Nhưng mà biết rằng Hà luôn luôn cam kết là đã tuyển chọn ra những cặp đẹp nhất và chất lượng tốt nhất, hàng bao zin 100% để giới thiệu cho các bác. Khi các bác đặt hàng Auto thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác nhận hàng được kiểm tra, test hàng thoải mái rồi mới thanh toán nhé. Chất âm rất là hay ạ. Bát đánh rất là nảy, rất là căng. Gõ cửa trái tim sao em. Nghe rất là thích đúng không ạ? Nhìn làng mắt dân thơ để một mối bơ vơ. Khi không em nhón anh tâm thì liên hệ ngay đến Hoàng Auto để có thể đặt hàng nhé. Vâng, và xin chào toàn thể các bác.